Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi chuyện trong ngày của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và phu nhân, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng và phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và phu nhân sẽ thăm cấp nhà nước đến nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 12 năm 2023. Chuyến thăm lần này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy quan hệ song phương đi vào chiều sâu và thực chất hơn, tăng cường đoàn kết hữu nghị và làm sâu sắc hơn hợp tác cùng có lợi giữa hai nước phù hợp với lợi ích chung của cả hai bên. Chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có ý nghĩa đặc biệt sau một loạt các hoạt động ngoại giao cấp cao quan trọng của các nhà lãnh đạo Việt Nam và Trung Quốc. Lãnh đạo cấp cao thăm nhau đã trở thành truyền thống rồi, đã trở thành truyền thống rất là tốt đẹp. Đấy. Nếu mà tính vào cái thời điểm hiện nay ấy, thì đang cái thời điểm rất là đẹp, rất là thuận lợi là cái chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Trung Quốc năm 2022. Thời điểm đó là thời điểm mà Trung Quốc vừa kết thúc cái đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chính cái chuyến thăm đó của Tổng Bí thư đã là trở thành một chuyến thăm mang một cái dấu mốc quan trọng, đó là dấu mốc phải nói rằng là có ý nghĩa lịch sử nhất định. Bởi vì sao? Bởi vì qua một thời gian khó khăn thì cái chuyến thăm đó đã mở ra một cái giai đoạn mới. Đó là cái giai đoạn mà hai nước đã có thể là giải quyết được rất nhiều vấn đề nó ứ động trong mấy năm qua. Rồi thì đấy là cái giai đoạn mà thúc đẩy các cái mối giao lưu. Trước hết là phải giao lưu về ngoại giao, về chính trị cấp cao. Sau chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong vòng một năm qua, lần lượt có các chuyến thăm Trung Quốc của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Các chuyến thăm cấp cao góp phần thúc đẩy việc đạt được nhận thức chung, mang tính chất định hướng cho quan hệ phát triển và dẫn dắt quan hệ phát triển đúng hướng mà hai bên và người dân cùng mong muốn. Trong chuyến thăm năm ngoái của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cũng như là chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Trung Quốc thì đều nhắc đến một cái cụm từ mà tôi rất nhớ, đó là việc thúc đẩy kết nối chiến lược phát triển của hai nước. Vậy thúc đẩy cái kết nối chiến lược phát triển là như thế nào? Cho nên tôi rất là kỳ vọng là trong chuyến thăm này của đồng chí Tập Cận Bình, khi gặp đồng chí Nguyễn Phú Trọng và gặp các nhà lãnh đạo Việt Nam sẽ bàn đến và chắc chắn là sẽ có những kết quả. Chúng ta sẽ chuẩn bị chứng kiến là các nhà lãnh đạo hai bên và chứng kiến các bộ ngành sẽ có những cái ký kết với nhau, sẽ có những cái thỏa thuận với nhau, sẽ có những cái hiệp định để hợp tác với nhau. Thì đấy, chúng tôi coi đấy là kết quả của chuyến thăm. Và điều quan trọng hơn tất cả, tức là hai bên sẽ đạt được những nhận thức chung mới trong cái bối cảnh mới phù hợp với cái sự phát triển của đất nước chúng ta và của Trung Quốc. Trong 73 năm qua, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam và Trung Quốc đã trải qua những thăng trầm. Tuy nhiên, xét về tổng thể, mối quan hệ này phát triển theo chiều hướng đi lên. Trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến nhiều biến động phức tạp, việc củng cố quan hệ láng giềng hữu nghị giữa hai đảng, hai nước và nhân dân hai nước Việt-Trung càng có ý nghĩa, có lợi cho nhân dân hai nước và đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác trong khu vực. Trước thềm chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba đã có buổi trao đổi với báo chí. Trong đó nhấn mạnh chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình được kỳ vọng sẽ thiết lập định vị mới, phương hướng mới, triển vọng mới, động lực mới cho mối quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc. Vâng, thưa đại sứ, thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sắp có chuyến thăm chính thức tới Việt Nam. Vậy đại sứ cho biết cái chuyến thăm lần này có ý nghĩa quan trọng như thế nào trong việc phát triển quan hệ hai nước Việt Nam và Trung Quốc? Đây là chuyến thăm Việt Nam lần thứ ba của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình và cũng là chuyến thăm đáp lại chuyến thăm năm ngoái của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Dưới góc độ hai nước Việt Nam Trung Quốc, công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa hai nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Nền lãnh đạo cấp cao nhất hai đảng sẽ có nhiều vấn đề để bàn thảo trong chuyến thăm lần này. Trên nền tảng, hai nước kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện. Lãnh đạo hai nước sẽ định vị mới, xác định phương hướng mới cho sự phát triển quan hệ hai nước, mở ra viễn cảnh mới cho sự hợp tác trên các lĩnh vực và tiếp thêm động lực mới cho sự phát triển của quan hệ hai đảng, hai nước. Tinh thần này có thể gói gọn trong 4 cụm từ: định vị mới, phương hướng mới, triển vọng mới, động lực mới.
Vậy đại sứ có thể cho biết là trong chuyến thăm lần này, lãnh đạo của hai đảng, hai nước sẽ đi sâu trao đổi về những nội dung gì và những thỏa thuận hợp tác quan trọng nào sẽ được ký kết ạ? Trong chuyến thăm lần này, hai bên sẽ làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện trong thời gian tới, tập trung vào các vấn đề quan trọng như chính trị, an ninh, kinh tế, thương mại, giao lưu nhân dân, cũng như tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương, đồng thời ký kết hàng chục văn kiện quan trọng liên quan đến kênh đảng, quốc phòng, tư pháp, truyền thông, kinh tế thương mại, đầu tư, kinh tế số, phát triển xanh, nông sản, thủy lợi. Hai bên cũng sẽ trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm. Có thể nói, chuyến thăm lần này sẽ góp phần quan trọng vào việc giữ gìn hòa bình, ổn định trong khu vực và thế giới, và chắc chắn nhận được sự quan tâm rộng rãi từ cộng đồng quốc tế. Vâng, đại sứ từng đánh giá là mối quan hệ của Việt Nam và Trung Quốc đang bước vào giai đoạn mới. Vậy thì đại sứ có thể cho biết là quan hệ của Việt Nam và Trung Quốc đang đứng trước những cơ hội và thách thức gì không? Và đặc biệt là dưới tình hình hiện nay thì làm thế nào để có thể thúc đẩy được hàng hóa Việt Nam sang Trung Quốc và cân bằng được cán cân thương mại giữa hai bên ạ? Có thể nói cơ hội lớn hơn thách thức. Cơ hội chính là sự tin cậy về chính trị đang không ngừng được củng cố và đi vào chiều sâu. Theo tôi, thời gian tới, hai nước cần tăng cường kết nối trên đường bộ, đường biển, trên không và thương mại điện tử, là hợp tác về cơ sở hạ tầng cứng như đường sắt và đường bộ cao tốc. Trung Quốc sẵn sàng cung cấp khoản viện trợ không hoàn lại để Việt Nam nâng cấp và cải tạo tuyến đường sắt từ Quảng Tây đến Hà Nội và đẩy nhanh quy hoạch xây dựng một số dự án đường sắt khác như Móng Cái, Quảng Ninh, Hải Phòng. Nếu các dự án trên được hoàn thành, mức độ liên thông giữa hai nước sẽ được nâng lên và chắc chắn hiệu suất thông quan, vận chuyển hàng hóa giữa hai nước không có tình trạng ùn tắc hàng hóa tại biên giới. Hai bên cũng đang xây dựng thí điểm mô hình cửa khẩu thông minh tại cửa khẩu hữu nghị, thực hiện thông quan 24/24 giờ. Đối với việc cân bằng cán cân thương mại, Trung Quốc không có chủ trương xuất siêu thương mại đối với Việt Nam. Bố cục thương mại giữa hai nước là kết quả từ sự phân công, phân bổ công nghiệp quốc tế, thị trường hóa, chứ không phải là chính sách của Trung Quốc. Trung Quốc sẵn sàng và tích cực mở rộng nhập khẩu đối với hàng nông sản, đặc biệt là trái cây Việt Nam. Trong 3 quý đầu năm, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa nông sản từ Việt Nam vào Trung Quốc đã tăng 160% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, kim ngạch nhập khẩu sầu riêng Việt Nam vào Trung Quốc trong 10 tháng đầu năm đạt 1,95 tỷ đô la Mỹ. Trung Quốc cũng đang đẩy nhanh các thủ tục cũng như tham vấn trình tự kiểm dịch dừa tươi của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc. Đây là một thị trường rất rộng lớn. Vâng, xin cảm ơn đại sứ rất nhiều đã dành thời gian trả lời phỏng vấn Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Tuyến đường sắt khổ 1 mét kết nối Hải Phòng, Việt Nam đến Vân Nam, Trung Quốc ghi nhận sự gia tăng đáng kể về khối lượng hàng hóa vận chuyển với hơn 4.000 chuyến trong 6 tháng đầu năm nay, đạt khối lượng vận chuyển hàng hóa 1,6 triệu tấn. Nhưng trong tương lai, bên cạnh tuyến đường sắt hơn 100 năm tuổi này, sẽ có các tuyến đường sắt tiêu chuẩn hiện đại hơn khi mà Việt Nam, Trung Quốc tăng cường hợp tác kết nối giao thông. Nằm ở cuối của phía nam của huyện Hà Khẩu thuộc Trung Hào Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Hà Khẩu là cửa khẩu lớn nhất trên khu vực tỉnh Vân Nam của biên giới Việt Trung. Tại đây thì đoàn tàu Côn Minh Hải Phòng dài 864 km sẽ xuất cảnh tại Hà Khẩu, nhập cảnh Việt Nam từ tỉnh Lào Cai, sau đó sẽ đi đến thủ đô Hà Nội và thẳng tiến đến cảng Hải Phòng. Tuyến đường sắt khổ hẹp nối từ Hải Phòng tới thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc được xây dựng từ năm 1901 và hoàn thành năm 1910. Trải qua hơn 100 năm, một số nhà ga nơi tuyến đường sắt cổ đi qua ở Trung Quốc này đã trở thành khu du lịch bảo tồn văn hóa. Nhưng tại đó, đây vẫn là tuyến đường sắt duy nhất còn hoạt động hàng ngày. Tuyến đường sắt Vân Nam – Hải Phòng đã vận hành gần như suốt 113 năm qua. Nó là chiếc cầu nối tuyệt vời đối với giao lưu nhân dân, giao lưu hàng hóa với chúng tôi. Nó còn góp phần xây dựng quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt-Trung. Sau khi dừng hoạt động hơn 10 năm, cuối năm 2017, tuyến đường sắt khổ 1 mét Côn Minh – Hà Khẩu – Lào Cai – Hải Phòng được vận hành trở lại trong khuôn khổ hợp tác vành đai và con đường, khai thác các chuyến tàu khứ hồi chở đầy hàng sang và đưa đầy hàng về. Các tàu hàng đã xây dựng kênh hậu cần xuyên biên giới kết nối Việt Nam cũng như Đông Nam Á với Trung Quốc. Các chuyến tàu chạy theo lịch trình hàng ngày với tiêu chí 5 cố định, vị trí xếp hàng cố định, tuyến đường cố định, số tàu cố định, thời gian đi và đến cố định, giá vận chuyển cố định. Sở Đường sắt Vân Nam cũng làm việc với Hải quan cửa khẩu Hà Khẩu để thông quan nhanh chóng. Phương thức vận chuyển thuận tiện và ổn định này hiện là lựa chọn phổ biến của nhiều công ty Việt Nam và Trung Quốc.
Hiện chuyến tàu này xuất khẩu hàng hóa từ Trung Quốc chủ yếu là phân bón, nhập khẩu từ Việt Nam chủ yếu là lưu huỳnh, vật tư nông nghiệp. Phương thức vận chuyển hàng hóa hai chiều trở đầy giúp tận dụng hiệu quả nguồn lực đường sắt, tránh lãng phí, đồng thời giúp giảm đáng kể chi phí vận chuyển của doanh nghiệp hai nước. Theo định hướng của lãnh đạo cấp cao hai nước, thời gian tới, Việt Nam, Trung Quốc sẽ tăng cường kết nối đường bộ, đường sắt khu vực biên giới, sớm hoàn thiện đánh giá quy hoạch tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng. Với nhu cầu vận chuyển hàng hóa ngày càng tăng hiện nay, đường sắt được cho là chìa khóa thúc đẩy hành lang kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc. Không chỉ là đối tác thương mại hàng đầu, đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI của Trung Quốc cũng bật tăng mạnh tại Việt Nam trong thời gian gần đây. Đáng chú ý là không chỉ có các dự án có mặt lâu năm tăng vốn, các doanh nghiệp Trung Quốc đang đẩy mạnh xu hướng đầu tư mới tại Việt Nam cũng giúp cho dòng vốn FDI của nước này vào Việt Nam đứng thứ hạng cao. 10 năm có mặt tại Việt Nam, doanh nghiệp dệt may Trung Quốc này đã mở rộng ra 5 phân xưởng, tạo công ăn việc làm cho hơn 2.200 lao động. Không dừng lại ở đó, doanh nghiệp đang ấp ủ nhiều kế hoạch tăng cao quy mô sản xuất thời gian tới. Chúng tôi là một trong 7 nhà máy của tập đoàn Sunrise Smartshot chuyên sản xuất hàng may mặc cao cấp tại Nam Định. Để phục vụ nhu cầu của thị trường, trong tương lai chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng sản xuất, chú trọng về đầu tư công nghệ tự động hóa, chuyển đổi xanh, giảm thiểu phát thải nhà kính, hướng tới phát triển bền vững. Chúng tôi đánh giá Việt Nam là thị trường đầy tiềm năng. Còn hãng xe máy điện của Trung Quốc này, sau khi đi vào hoạt động nhà máy tại khu công nghiệp Quang Châu, tỉnh Bắc Giang, đã chuẩn bị cho kế hoạch mở rộng. Bên cạnh xúc tiến mở trung tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm, quý tư năm nay, doanh nghiệp sẽ hoàn thành đầu tư thêm một dự án nhà máy mới để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Ngoài cơ sở sản xuất hiện nay, công ty chúng tôi sắp có thêm một nhà máy đặt tại huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, diện tích hơn 23 hectare, tổng nhân lực dự kiến khoảng 3.500, dự kiến cuối năm 2024 nhà máy sẽ đi vào hoạt động, sản lượng trên 2 triệu xe mỗi năm. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, 11 tháng đầu năm nay, vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 28,85 tỷ đô la Mỹ, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong số các quốc gia vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, tổng FDI của 3 thị trường gồm Hồng Kông, Đài Loan và Trung Quốc đại lục chiếm 50,4%, cao gấp 2,5 lần đầu tư của các nhà đầu tư số 1 là Singapore. Công ty mà họ từ Nhật Bản, từ Hàn Quốc hàng từ số ra từ Mỹ, họ muốn dịch chuyển cái luồng đầu tư sang các nước khác trong đó có Việt Nam thì nó cũng thuận lợi hơn. Thì chúng ta lại, đấy là một cái thuận lợi cho Việt Nam. Thứ ba nữa là khi Trung Quốc mở cửa như thế thì chúng ta cũng kinh doanh thuận lợi hơn và hoạt động đầu tư của Việt Nam với Trung Quốc thuận hơn. Chúng ta có quyền là thu hút các cái luồng vốn đầu tư Trung Quốc mà có chọn lọc tốt hơn. Mặc dù Trung Quốc hiện nay họ đầu tư vào Việt Nam cũng là khá mạnh. Theo các chuyên gia, tỷ lệ này của nhà đầu tư FDI Trung Quốc còn rất nhỏ so với hơn 100 tỷ đô la Mỹ mà nước này đầu tư ra nước ngoài mỗi năm. Do đó, dư địa để Việt Nam tận dụng dòng vốn FDI từ Trung Quốc chảy vào còn rất lớn. Do vậy, trong trung hạn, Việt Nam sẽ là điểm đến thu hút các nhà đầu tư Trung Quốc đầu tư sang Việt Nam thông qua tận dụng các đối tác xuất khẩu thuận lợi để giao thương hàng hóa. Đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc chuyện trong ngày. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.